Vâng em xin uh, chào quý vị. Vâng. Uh, xin chào mừng mọi người lại trở lại với uh, Nguyên Vũ Audio. Vâng. Uh, và hôm nay em sẽ có một cái uh, chương trình giảm giá để chiên những khách hàng đã ủng hộ cửa hàng suốt trong cái thời gian vừa qua. Đấy. Uh, đặc biệt là để mừng kênh nó đã vượt qua mức uh, 30.000 lượt uh, theo dõi. Đấy. Thì hôm nay em sẽ tri uh, ân khách hàng. Đấy. Cảm ơn các anh đã ủng hộ kênh cũng như đã đăng ký kênh giúp em này trong suốt thời gian vừa qua đấy thì ở đây những anh nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng tiếp tục đăng ký kênh ủng thêm kênh giúp em nhé. vâng thì bỏ ra thêm trong xin vài giây được kích nút đăng ký ngay phía dưới góc bên phải video đây thôi rất là đơn giản thôi vài giây là xong. Đấy, thậm chí thêm thêm khoảng 3 giây nữa kích vào nút chuông và chọn những nhận tất cả thông báo thì sau này khi mà, mà có những cái đơn hàng mới về em lên các sản phẩm mới lên cái thì là quý vị nhận được hàng quý vị sẽ nhận được thông báo để 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 lấy hàng ngay nhá để có thể là theo dõi được được các sản phẩm mới ngay đấy thì uh, ở đây em có một hai ba bốn năm sáu sáu sản phẩm ở đây em sẽ uh, bán uh, anh em giao lưu nhé vâng đấy thì chúng ta vào đôi chủ đề chính đi này ở đây là có uh, quý vị chờ tí em phải đi lấy cái thước nữa vì nó để đến còn này các kích thước âm đi nữa rồi ok thì uh, đây chúng ta đi vào từng sản phẩm nhé Đầu tiên ở đây là một cái con âm đi của Victor Con này thì nó chạy uh, Chạy 8 sò Đấy Quý nhìn đây chúng ta nhìn xuyên qua đây nhìn thấy luôn này 1, 2, 3, 4 Ở bên này có 4 Nó 8 sò Đấy con này là con âm ly Victor AX S5 nhé với cái mức cùng với cái mức mà mà uh, công uh, với cái, cái 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 số sò 8 sò như thế này thì nó kéo cứ rất tốt những cái dòng nó bát 30 nghe nhạc nhé Đấy ngày nhỉ đây bằng đây à, mặt mũi của con Victor X S5 uh, đây nha này quý vị nhìn này mặt màu đen rất đẹp như này Đấy. được chưa mặt mũi ở đây nha ừ. này Thế con này thì nó về trong tình trạng còn còn đẹp này. Còn tất nhiên đây là hàng bãi thì nó sẽ có một vài vết nọ bên kia nó không cháy được 100% trăm phần đây là cái mà em vẫn hay hay nói với khách hàng đúng không? Thì đây là hàng bãi thì mình mua thì mình xem ok ưng thì mình lấy thôi. Đấy. các anh nhìn này mặt mũi nó đây, nắp vỏ nó đây. Đấy. Đây. xong đừng này ừ, sổi ôi toàn mạ vàng quý vị nhé này toàn mạ vàng luôn rất chất này. và con này thì mình có thể sử dụng đường tép 2 này để làm cổng C tức là cái cổng chỉnh equalizer đây là kẹp loa kẹp loa bóc chuối rồi Thế tuyệt vời rồi đúng không đấy rồi bên đây công suất là 185W điện 100V hàng thì mới in ra ban xịn rồi không có gì phải bàn cãi nữa cả đấy này được chưa rất chất nha đấy, đấy con này uh con này nếu quý vị theo dõi thì quý vị biết con này thì em đang bán là đi uh, con này em đang bán là đi uh, 3 triệu 450 trăm nghìn đấy ba triệu bốn trăm nghìn thì hôm nay em giảm sâu cho quý vị đấy em giảm sâu cho quý vị nhé và những con này thì em bán duy nhất một con này thôi trong cái video này đấy về cái giá này nhé thì bác nào có nhu cầu mua thì Hãy ngay cho bên em nhé vâng Đấy, thì con này uh, giá của nó, bằng vâng, em để cho quý vị. Con này, hôm nay anh em giao lưu giảm sập sàn luôn. Đấy, thì con này em sẽ để cho quý vị là giá là 2 triệu uh, 900. Đấy, 2 triệu 900. Đấy, Đấy 2 triệu 900. Uh, bác nào có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em nhé. Đấy, 3 triệu 450 nghìn là giảm còn 2 triệu 900 nghìn nhé. Đấy, 2 triệu 900 nghìn như vậy là uh, giảm được cho các bác là nửa triệu rồi không thể ít đấy các bác nhá thấy bác nào mua liên hệ nha và cái giá này thì gần như là không thể là bán được ở đâu luôn còn không mua được ở đâu cái giá này luôn đấy vâng và những con âm ly này thì em cũng nói luôn là những âm ly này là đều là âm ly đang chạy bình thường nhé hoạt động ok đấy hoạt động ok luôn đấy hoạt động ok luôn ok chưa và các cái nội thất bên trong em cũng đã kiểm tra rồi em cũng kiểm tra em thấy rất là ok đấy và ở đây em về em cũng chưa có phải sửa chữa gì đấy chưa phải sửa chữa gì cả. đấy còn uh, tất nhiên thì như em vẫn phải loại trừ ra khoảng 1 đến hai phần trăm cái cái trường hợp là nhiều khi là bên kia người ta mang là hãng người ta bảo hành gì đó và nó có thay một vài cái linh kiện mà mình không thể phát hiện được đấy là cái điều là, là đấy là một hai phần trăm thì đấy thôi Nhưng mà vẫn 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 phải loại trừ vẫn phải có một chút cái đấy để nói ra cho quý vị rõ ràng. Đấy. vì em ở đây là em uh, có rất nhiều sản phẩm và em không thể nào ngồi mà soi từng cái chân hàn được Đấy. Nên có thể đôi khi uh, Nó có một chút sai sót nhưng Cái đấy nó không đáng kể đấy. Và kể cả là bên do bên kia nó làm trong nữa thì vẫn là linh kiện zin của nó thì cũng chả hưởng gì đúng không Đấy Ok nhé còn ở đây là em chưa động chạm gì cả Đấy ok chưa Gì uh, AXS5 nhé Đấy AXS5 đấy, Công suất 185W điện 100V đấy. Uh, kích thước của Omni đây đây Kích thước âm ly này. Chiều ngang 43,5. Chiều sâu âm ly. là đi 40cm. Và chiều cao âm ly. Là 17cm. Đấy. Ok nhá Đấy. 17cm. Quý vị nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhé. Uh, 2. triệu 9 Đấy, 3. 4. 50. Giảm còn 2.9 nhé. Đấy. Tiếp này. Ở đây là một con. Uh, uh, equalizer. Uh, equalizer. Quý vị biết rồi. Tác dụng của nó là căn chỉnh. Uh, chi tiết hơn. Các cái giải tần của nhạc gồm các giải bát, đấy, giải trung và giải chết. Thì bình thường ra các volume của chúng ta chỉ có giải chỉ có chỉnh bát chỉnh tép như này thôi, đúng không? Chỉ chỉnh như này thôi. Nhưng mà nhờ con equalizer này thì nó sẽ chia nhỏ hơn ra nữa các cái khoảng ở đây sẽ có nhiều các giải cần để chỉnh chép. Thì với mỗi cả cần này mình tăng hạ đi một tí thì nó sẽ ra một hiệu ứng chép nó khác nhau được một chút. Đấy. Thì nhờ cái các cái cần gạt này mà chúng ta chỉnh nhạc rất chi tiết, rất là hay nên là nhiều anh cũng rất thích là có thêm equalizer vào để căn chỉnh thêm can thiệp thêm vào nhạc nghe cho nó sướng đấy thì con này là con DBX 231 là dòng equalizer hai kênh và mỗi kênh của nó là có 31 cần gạt như này 31 cái cần gạt nhé rất nhiều cần gạt để cho mọi người là chúng ta uh, chỉnh nhá chỉnh rất chi tiết được đấy. thì chi tiết đến đâu và chi tiết như thế nào thì uh, cái này nó lại là phụ thuộc vào tay nghe mỗi người nhé đấy thì các bác chỉnh làm sao cho nó phù hợp với tai nghe của mình là được chứ nó không có không có một cái quy chuẩn nào là à equalizer để phải chỉnh cái này nâng lên cái phần trung này hạ xuống hay là phần chép này phải đẩy cao lên không phải. Đấy cái đấy là người ta nhiều khi là ở người ta thấy chỉnh như thế nhìn nó các cái cần nó lên xuống năng lượng sáu nhìn nó đẹp thôi. Đấy, nhìn nó đẹp thôi. Đấy. Tất nhiên thì nó cũng sẽ có một sự án nhất định. Đấy tuy nhiên thì nó không thể áp dụng được một cách máy móc như vậy mà mình sẽ phải áp dụng theo cái tai nghe của mình. Đấy. Được chưa? Đây Bích 231 nhá. Đây là hàng bãi. Gọi là hàng bãi nhá. Đây đây là đây là volume để tăng giảm âm lượng của 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 cái đầu vào. Tăng giảm tiết đầu vào nhé chứ không có nghĩa là nó ngắt hết từng tiết đầu vào đâu. Ở đây này đường vào nó sẽ đến đây nó sẽ giảm đi bao nhiêu decibel hoặc trừ hoặc cộng thêm bao nhiêu decibel quý nhìn đâu ạ. Trừ đi 12 decibel hoặc cộng 12 decibel nhá để nó cộng thêm hoặc là trừ bớt cái giải cái cái, cái tín hiệu đầu vào đi. Nhưng mà thông thường thì là À, mình tăng lên thì ít khi mình giảm đi đúng không đấy, rất ít à, trên đây nó sẽ có EQ bypass này EQ bypass này là tác dụng là để mình ấn xuống thì nó sẽ là là ngắt các cái tác dụng của các cần equalizer đi để mình so sánh giữa cái việc là chưa chỉnh EQ và chỉnh EQ rồi nghe làm sao nghe thể xem nó khác nhau như thế nào thì mình căn chỉnh thêm cho nó dễ đấy mình nghe xong rồi mình à mình thấy thiếu cái gì thì mình lại nhả ra mình nghe lại đấy mình thấy à cái này bây giờ đã đủ chết rồi thì thôi còn nếu thừa thì mình lại hơi hạ xuống tí đấy thì đấy là tác dụng EQ bát nhé hoặc là anh không thích nghe nghe qua equalizer mà thích nghe mộc thì ấn chìm cái này xuống đỡ phải gạt các cái cần này ra giữa để rồi mất thời gian đúng không đấy thì đấy là tác dụng EQ đi bát tiếp theo đây có nao cắt này nao cắt để cắt một số các cái tần số thấp đi đấy rồi ranger là để tăng cường thêm cái uh, tác dụng của cái equalizer này đấy. Cái bọn này thì nó chỉnh nó nâng chép bát và chung một cách rất là vừa phải nó không bị trói gắt như một số các cái dòng hàng nhái ấy, nên là mình dùng rất là sướng đấy đây con 231 đây hàng còn ok nhá này, này. con này thì không biết made in đâu không thấy ghi made in ở đây Hài hàng bãi chính xác rồi đây mã vạch mã viết đầy đủ này cơ mà đấy. Đấy. thì đây là con này thì không nhìn thấy biết in ở đâu nhưng mà uh, nó ghi ở đây là Harman International Company uh, bad next City Uth đấy. thì đây nó là ở cái cái gì đấy ban uh, Bad next City này đấy. do công ty uh, Harman làm thì là thường của Mỹ rồi đấy chắc là một địa chỉ là đấy của mỹ rồi đúng không đấy nhá đấy đây quay bãi mỹ nhá đấy nhưng con đây quay bãi mỹ này bây giờ nó khoảng tầm 2 triệu ba hai triệu tư nhá đấy thì cái này em sẽ bán cho quý vị giá là đi một triệu chín trăm này một triệu chín trăm bác nào mua liên hệ cho bên em nhá đấy ok chưa một triệu chín con này bán gọi là thôi được rồi uh, em uh, để cho quý vị con này là một triệu 790.000 nhá để anh em gọi là giao lưu gọi là quá là, là, là sập sàn luôn rồi đấy 1 triệu 790.000 nhá bác nào mua hãy liên hệ số điện thoại là 097 989 em về kích thước của con này đây chiếc con này đây. kích thước con này thì đây à, chiều ngang 43 đấy. chưa đo cái ấy nhá chưa đo cái cái cái, cái tay nhá nếu đo hết cái tay này là 48 đấy. chiều sâu là đi 15 và chiều cao Đấy. chiều cao là đi 9 cm nhé Đấy. 9 cm được chưa Đấy con này sẽ có hai đường ra hai đường vào hai đường ra cho Canon này hai đường vào cho Canon này và hai đường ra cho 6 đi và hai đường hai đường vào cho 6 đi nhá Đấy, tổng là có hai hệ thống đường vào Đấy, hệ thống đường vào bằng Canon và hệ thống đường bằng 6 đi Đấy, thì dùng cái gì thì dùng theo cảm thấy cái nào tiện hơn thì mình dùng cái đấy, ok, đấy, Ok nhá đấy. Con này điện 220V nhá, điện 220V các quý vị nhá. Điện 220V. Đấy nên là quý vị cắm điện lưới của mình thoải mái. Còn con này nhá, còn con này điện 100V quý vị lưu ý này, đừng có nhầm nhá. Trong này sản phẩm này của em chỉ chỉ có một con này điện 220 thôi, còn tất cả các con còn lại điện 100V nhá. Đấy. Tất cả các con lại điện 100V các anh lưu ý cho em. Đấy. Đây tiếp, ở đây là một con âm uh, ly Sansui đấy. Con này rất hiếm và sử dụng cho loa book các cái dòng bát khoảng 16 18 nó rất ok thậm chí là thích thì dùng cho loa mini cũng được loa mini các cái dòng hàng cao cấp ấy dùng con này nghe rất là hay đấy tại sao nó hay bởi vì nó có cái chức năng preset ở đây thì cái chức năng này nó là một cái chức năng tăng cường bát chép đấy. với ba nấc khác nhau một nấc ngoài cùng ở đây là bát booster là nó tăng bát đấy. và ở bên cạnh đây là có hai cái nút một hai ở đây là nó sẽ đây à, nốt có một nào nốt có một và bát bút được có hai đấy. nhầm đây nào nốt bên này thì có một nào nốt mình chuyển sang đây sẽ là nào nốt trong cả bát cả chép và ở đây này bát bút là sẽ tăng chủ yếu là bát đấy và tiếng bát nghe nó sẽ mềm hơn nghe nó sẽ sâu hơn đấy. còn nếu để ở giữa thì nó sẽ là là ở mức là, là bình thường đấy được chưa đây Đấy, con này nó sẽ có cd uh, Direct nhạc. on off này thì mình nhớ để off nhé cái volume này Đấy. Đấy, con này thì chuyên uh, dùng để nghe các cái dòng nhạc mà có thể nói rằng là nó mộc mạc Đấy. Đấy. hoặc là ghép cho các dòng nó toàn giải nhé Đấy. Đấy. đây trên uh, mặt máy đây em không nhìn thấy có trình bắt chép thì đây nó sẽ cần chìa bắt chép ở đây nhé các thiệp bắt chép bằng cái bát butter này Đấy, còn bác nào muốn nữa hơn nữa thì là mình sẽ dùng Equalizer Đấy. đây vỏ của, của âm ly đây đây quý nhìn này ở đây là cái cầu loa này mình nếu như đấu equalizer bị rút cái cầu loa này ra và mình cắm chéo equalizer vào đây thế là mình sẽ căn chỉnh bắt chép được ở trên đây nha Đấy. Đây, các cái nào này là dòng cao cấp, nó con này rất hiếm rất hiếm và sử dụng điện 100V nhé Điện 100 vôn Công suất 110W đấy. Đóng rất hiếm luôn quý vị, em đố quý vị tìm được những con này âm ly này luôn rất ít. Đấy. em mãi mới về được một con nữa là hai là từ 4 5 năm nay thì em mới chỉ về được có hai con thôi, nó không 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 thể nhiều. Quý vị uh, ai lấy thì liên hệ sớm nhá. Con này là nó rất là đáng về mặt sưu tầm và tiếng của nó cũng rất là tuyệt tuyệt vời. Đấy. Mini nhé cái Con này nếu như mà cái dòng Alpha 7 này uh, à, quý vị tìm hiểu quý vị biết là nếu như mà, mà bình thường ra nó sẽ về theo cả một bộ dàn của nó nó sẽ gồm có một đôi loa một cái âm ni này một cái cd một cái cassette một cái tuner gì đấy đấy thì nó khoảng tầm 4 thớt đấy và cả một bộ đấy của nó thì nó khoảng tầm hơn 20 triệu hơn 20 triệu đấy và con âm ni và con cd và con loa là ba thứ quan trọng nhất nó chiếm đa phần thôi còn các cái thớt kia về gần như là phớt thất phụ đấy và giá trị của những con đâm ly này nếu như quý vị giờ đi mua nẻ, đấy những con đấy thì nó cũng phải tầm khoảng 6 triệu, 5 triệu một đâm ly đấy. Mà thôi con này em bán cho quý vị giao lưu nhá. Đấy em bán cho quý vị con này à là đi uh, 4 triệu uh, 4 triệu uh, 250. Đấy 4,250 nhá. À, quý vị ai có nhu cầu mua thì thì thôi như này đi uh, đã giao lưu từng chỗ chót luôn Đấy. thì con này em sẽ để cho quý vị là 3 triệu 700 50.000 nhé 3 triệu 750.000 đồng quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ nhé cứ những con này thì em bán cái giá này gọi là giá là, là... quá hữu nghị cho anh em rồi để bác nào mua liên hệ nhá còn nếu không mua thì thôi em để em nghe thì con này thì tiếng rất là hay Đấy ai không ai đấy thôi em để em nghe em mang về em nghe vậy thì con này tiếng rất, 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 là hay đấy, 3 triệu 750 000 nhé cái giá này thì 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 không thể nào mà tốt hơn được rồi đấy, 3 triệu 750 là bác nào mua liên hệ nhá 3750 con này đi đây sai của nó đây chiều ngang của nó 27cm chiều sâu của nó 36 Đấy. chiều cao là 12cm Đấy. OK, 12 cm nhé. đấy là đấy là kích thước của của cái con âm ly này. Đấy, bác nào mua liên hệ nha. Vào. Tiếp ở dưới đây là một con Victor, đấy. Victor X3 nhá Victor ax 3 đấy dòng này là dòng âm ly uh, nghe nhạc uh, giá bình dân. Đấy. những con này bây giờ nó về giá của nó khoảng tầm 2 triệu ba triệu bốn thôi. Đấy. một con này. đấy mà ghép vào một số các cái dòng loa bookshelf này, rồi là các cái loa cỏ rất ok đấy. đấy các cái loa cỏ rất ok à. hoặc là những cái dòng loa dàn đại ấy. Đấy, bác nào đang có loa dàn đại mà ví dụ như có cái bộ dàn đại mà cái 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 thớt nó âm ly của nó hỏng mất rồi thì có thể lấy con âm ly này về đấy, ghép vào cái loa dàn đại để nghe rất ok nhá đây Victor AX3 này mặt mũi còn ok này đấy, tuyệt vời chưa đúng không đấy, tuyệt vời nhá đấy. đằng sau đây ừ. có các đường vào tuner ra ít chữ tép rồi tép hai ở đây cũng tép một đây mình có thể làm equalizer được này hệ thống kẹp loa đây đúng chất cổ luôn Đấy. và con này ghép loa uh, từ 4 đến 16 ôm nếu như đánh 1 phạm 2 tức là đánh 1 cái cầu trên này, 2 là cái cầu dưới này thì đánh một đôi loa và đều đánh hai đôi loa thì mình phải đảm bảo cho em là trở kháng của loa là từ 8 đến 16 ohm còn kể cả là nó nằm trong khoảng này vẫn được khoảng này vẫn được nhưng mà công suất nó sẽ tiêu thụ nhiều hơn một chút thôi vì là trở kháng của âm li... à, trở kháng của loa mà nó tỷ lệ nghịch với cả cái cái công suất tiêu thụ của âm đi mà trở kháng nó càng nhỏ thì cái mức âm đi là tiêu thụ công suất nó sẽ càng nhiều đấy cái đơn giản như vậy này nếu như mình ghép hai đôi loa mà trở kháng bốn đôi ở đây thì mình vận nó vừa phải thôi không vận to quá là được đấy. vẫn chạy được đấy. ok nhá à, x à, 3 à, con này thì em đi này có chỉnh bắt tép đầy đủ này có đầy đủ chỉnh bắt tép nhất là ba lăng sơ này đấy giờ là các cái đường vào ở đây ở đây Đấy. con này thì nó nói chung là để ghép loa nghe thì ở trong cái tầm giá thì nó ok thôi còn nếu như so sánh với cả một số các cái em đánh giá con này thì chất âm cũng ở mức trung bình đấy. vì nó em cũng nói luôn là tiền nào của nấy giá của nó vừa phải thì nó cũng ở mức trung bình nhưng mà mình để mà mới chơi mới nghe luyện tai thì con này là nghe là cũng thuộc vào dạng hay không phải là không đấy. ghép vào các cái uh, loa bookshelf hoặc là các cái dòng loa đại các thứ ghép ổn ghép ok tiếng tốt đấy chỉnh bắt tép đầy đủ hết nhé đấy, vẫn hoạt động ok này cái con này thì uh, em có test thì cái nao nít này thì nó không có tác dụng nhiều lắm đấy. không có tác dụng nhiều lắm đấy. nó chỉ cần thể được một chút xíu đấy. nghe nó hơi hơn một chút xíu thôi Nhưng mà cái này thì thực ra nó chỉ là để tăng cường bắt chép thôi mà có cũng được không có cũng chả sao đấy. nên là chủ yếu mình dùng vẫn là hai cái này bắt chép nhé. Đấy thì con này bình thường ra là nó khoảng tầm 2 triệu 3 2 triệu tư em nói rồi đúng không Đấy, đấy là bán uh, Bán uh, bình thường nhá Còn ở trong clip này thì em sẽ để cho quý vị là hai 2... Thôi để 1 triệu 950 nghìn nhá 1 triệu 950 nghìn Bác nào có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em Vâng Số điện thoại liên hệ là 097 959 1682 Hoặc là 0966 594 quý vị nhé Đấy, con này thì nội thất các thứ bên mạch có rất tốt đấy, em cũng đã kiểm tra rồi ok đấy. ok nhá thì đấy tiếp theo ở bên đây là một con đề nông đấy. hàng xuất âm tụ đấy. Xuất âm tụ nhá mà quý vị biết rồi xuất âm tụ thì tiếng của nó rất là hay và cái dòng đề nông 300 trăm za này là dòng đời cao cấp của đề nông đấy. À, có hai phiên bản một phiên bản vỏ gỗ một phiên bản vỏ sắt như này nhé vì đây là con này là phiên bản vỏ sắt đấy Đấy chưa? mặt mũi của con âm đi đây. này Hàng nói chung là nó đã qua sử dụng rồi nên có một vài chỗ nó sẽ hơi à uh, nó kêu một tí. Đấy, âm đi nào cũng thế không tránh được. Đấy. Hay bỏ đây. đây. Con này công suất của nó cũng vừa phải thôi. Con này thì thì nó khoảng tầm 40 mấy W gì đấy. 40 mấy W gì đây. Chuyên dùng để ghép các cái dòng loa cổ. Các dòng loa cổ mà trở khá của nó từ 8 đến từ 8 ôm trở lên. Đây, speaker A, speaker B này nó ôm này đấy ở đây có input cho tuner này cho AUX này đấy. cho đường tép này được chưa đường ra đây đấy. công chỉ bảo vệ đây điện con này là điện 100V công suất 42W nhé đấy. một sản phẩm của Nippon Colombia co nhé đấy. không nên ghi made in gì dòng này dòng xuất âm tụ tụ là tụ Elna nên tiếng rất là hay đấy và chạy bốn sò chạy bốn sò những con này thì là nó ghép các cái dòng loa cổ rất tuyệt vời nhá dòng loa cổ thì các cái dòng loa cổ bát 30 ấy vẫn ghép được ok vì những cái dòng đấy thì thường là cái độ nhạy của nó là rất là cao nhạy rất là cao và con này nó chỉ gảy nhẹ phát nó lên đấy không hiểu tại sao nhưng mà với những con những con loa bát 30 thậm chí là bát 40 nhưng mà là loa cổ có nhiều con loa hiện đại oánh không lên được đấy, nhưng mà gì những con này vào phát gãy phát lên đấy không hiểu đấy, thì đấy là do cái sự hợp loa với cả loa thôi loa với âm ly nó hợp nhau thì nó lên được thôi còn có những cái âm ly nó hiện đại quá nhiều khi là, là, là các cái là có những các cái nó không phù hợp với cái đời loa cổ thì nó oánh không ra được tiếng đấy chuyện rất là bình thường nhé đấy thì bác nào đang cần những cái con âm ly xuất âm tụ thì liên hệ cho em nhé đấy con này đây mặt mũi đây đấy, và đây là nắp đấy. tất nhiên đây là hàng bãi nó về nó sẽ có một vài vết xuất sát đấy. con này à, bình thường hàng đẹp của nó là 2 triệu 7 à không 3 triệu 7 em xin lỗi 3 triệu 7 3 triệu 8 những con này bây giờ hàng nó về bởi vì bọn này À, nó là đời uh, xuất âm tụ càng về sau nó càng hiếm dần và càng hiếm dần thì giá nó càng bị đẩy lên dần đấy đẩy lên dần đấy. Nên là giá bây giờ càng ngày nó sẽ càng lên đấy nó không không có chuyện xuống đâu chỉ có lên thôi đấy thì con này nhá con này ba khoảng 3 triệu bảy đấy và vỏ <laughs> viết của nó nó hơi có một vài vết chỗ hơi nó kém một tí thì những con này là nó khoảng 3 triệu tư đấy nhưng mà ở đây hôm nay em sẽ như đã nói từ đầu cái video là em uh, sẽ chiên khách hàng các sản phẩm đã quay trong đây thì em để cho các anh con âm đi này uh, với giá là đi 2 triệu 700 mà uh, 90.000 đấy các bác nào mua thì thì liên hệ nhá đấy. 2 triệu 700 trăm... thôi được 2 triệu 7 đi cho nó tròn nhé 2 triệu 7 bác nào có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0979591682 hoặc là 0966 năm giúp em đấy kích thước của âm ly đây kích thước của âm ly đây đấy. kích thước âm ly là chiều ngang 37,5 cm chiều sâu là đi 30 cm và chiều cao của nó là đi 14 cm nhé đấy. Đấy. Này. mặt mũi thì còn ok các đèn đúm nhất của nó còn rất là bóng và đẹp nha, yeah. ok Đấy, tiếp ở đây là vâng tiếp ở đây là một cái con âm đi của Victor nữa này, Đấy. Victor con này là con GS 9 nhé quý vị nha, GS 9 đời này thì phải nói rằng là tiếng rất chi tiết và hay, bởi vì là nó sử dụng không phải là một cần bát một cần chép mà nó sử dụng một một hai ba bốn năm sáu bảy cái cần chỉnh bát chép luôn đấy với hai cái cần đầu này là chỉnh chủ yếu là bát cần này là chỉnh bát và chung cần này là chỉnh chung cần này là chỉnh trung chép hai cần này chỉnh chép đấy rất chi tiết nhá nên là mình mình chỉnh âm thanh rất là ok và tuyệt vời luôn đấy vâng gis chín đấy mặt mũi con này thì tuyệt vời rồi đây không có cái điểm gì chê trách cả đây. em thấy con này tuyệt đẹp luôn đây. không biết các bác thấy thế nào đâu còn em em thấy con này nó quá đẹp rồi đây. những cái đời này bây giờ nó cũng rất là hiếm đây, rất là hiếm và rất ít về Ừ. giờ S con này là dòng chạy uh, sò sắt bốn bốn uh, sò sắt đấy tiếng rất là ok đấy. còn con này cũng là chạy bốn sò sắt này đấy. nhưng mà con này bốn sò sắt của nó công suất nó hình như là lớn hơn đấy GS9 nhé cũng là dùng để chơi các cái dòng uh, loa loa loa, loa thuộc dạng cổ ngày xưa đấy. Đấy. và con này có đường breo nhé để là đưa xuất tín hiệu xuống dưới uh, đẩy hoặc là có nó đi nữa để mình làm uh, dề đấy đây con này công suất gấp đôi còn gấp đôi gấp đôi gần gấp 3 gấp 3 luôn gấp 3 cái con uh, 300Z để dùng cho những con loa lớn hơn đấy thì con này điện của nó là 100V công suất 135W đấy đây hệ thống cầu loa nhìn này đẹp đúng không con này bây giờ thì là con này thì bây giờ là giá của nó là đi 6 triệu 7 6 triệu rưỡi tầm tầm đấy nhá 6 triệu 7 6 triệu rưỡi nhưng mà gì em thì em hay bán 6 triệu tư con này đấy, 6 triệu, 4 con này nhưng mà hôm nay nhá em giảm cho quý vị con này là còn uh, 5 triệu 900 50.000 để bác nào có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em nhá kích thước con này như sau đấy. Đấy. À, 42 cm chiều uh, chiều ngang Đấy. Chiều sâu là đi uh, 30 cm Đấy. chưa kể bó đùm nha 34 cm đi. Và chiều cao là đi uh, 13 cm Đấy. Anh nào có nhu cầu mua hàng hãy vui lòng liên hệ số điện thoại là 097 989 1682 hoặc là 0966 594 581 địa chỉ cửa hàng ở tại số 57 phố Nguyễn Hoàng phường Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm Hà Nội để đặt hàng giúp em à, đấy đế, để đến đế xem trực tiếp còn nếu như mà đặt hàng thì alo số điện thoại đấy um, đây thấy nhé các sản phẩm em đã nói giá rồi thì bác nào có nhu cầu mua liên hệ nhé đấy con này là 2 triệu hai triệu chín uh, này đấy con này là đi một triệu bảy trăm chín uh, mươi nghìn này đấy, đấy con uh, săn xui này là À, em giảm còn là 3 triệu 750 này Đấy. con Victor kia là em giảm là còn 1 triệu 950 này Đấy. con uh, 300 ZA này là em giảm còn 2 triệu 700 này Đấy. con uh, S9 kia là em giảm còn uh, 5 triệu 950 nghìn này để bác nào nhu có gì liên hệ nhé Vâng đấy em đọc lại giá ở cuối video đấy rồi các bác uh, cứ theo cái giá đấy các bác ốp cho em Đấy. Vâng, em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Và đừng quên hãy đăng ký kênh ủng hộ thêm cho em bên em. Đấy, bỏ ra thêm cho em vài giây rồi đăng ký kênh là được. Đấy, em xin kết thúc video ở đây nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.